Thưa quý vị, như đã chia sẻ phần đầu của chương trình, khi va chạm giao thông xảy ra thì chuyện tìm được một tiếng nói chung, giải quyết văn minh lịch sự là câu chuyện đáng được suy ngẫm hiện nay. Bởi lẽ thời gian gần đây, việc dùng vũ lực để giải quyết khi xảy ra va chạm giao thông đang có xu hướng gia tăng. Trên thực tế thì nhiều vụ việc va chạm giao thông đã được người dân đăng tải lên mạng xã hội gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, cùng với những bình luận và đại đa số ý kiến đều cho rằng hành động có phần bạo lực cho thấy sự côn đồ của một số lái xe, thể hiện hành vi coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng, tài sản của người khác. Vì vậy, cần được xử lý nghiêm. Vụ việc này xảy ra vào ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Người đàn ông đi xe máy khi đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô, khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi bị ngã, người này bất ngờ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe. Sự việc va chạm giữa hai phương tiện chưa biết ai đúng, ai sai, nhưng khi theo dõi những hình ảnh này, nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đi xe máy. Nóng nảy khi tham gia giao thông sẽ gánh hậu quả, phá hoại tài sản đã đành, thấy phụ nữ mà còn ném cái mũ vào thì không chấp nhận được. Hung đồ thế nhỉ? Ngoài việc phá hoại tài sản, nhát sau mũ bảo hiểm chui vào xe, đập vào mặt người lái xe ô tô thì thêm tội cố ý gây thương tích. Hành vi lưu manh côn đồ cần nghiêm trị. Đông đảo ý kiến đều cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa giao thông, cần phải lên án xử lý nghiêm. Theo quy định, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hoặc với những tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại thì cũng sẽ phải chịu phạt hành chính hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Với thông tin xác minh ban đầu, người đàn ông đi xe máy trong vụ việc xảy ra tại thành phố Vinh được cho là cán bộ hải quan Nghệ An thì việc xử lý nghiêm làm bài học răn đe là vấn đề cũng được một số ý kiến cư dân mạng đang đặt ra. Hành động này thể hiện văn hóa của viên chức này. Đó là cách hành xử côn đồ, không chấp nhận được của một người cán bộ, nhất là cán bộ hải quan, đề nghị xử lý nghiêm bất kể là ai và vì lý do gì. Cán bộ hải quan hay bất cứ lực lượng nào đã đứng trong đội ngũ công chức là được đào tạo về chuyên môn, đạo đức công vụ và quy tắc hành xử. Hành xử lỗ mãng, côn đồ như vô giáo dục thì không được rồi. Hủy hoại tài sản, nếu có gây thương tích, càng cần xử nghiêm. Cán bộ mà côn đồ càng xử nặng để răn đe cho những trường hợp khác. Với dân, dù sai hay anh đúng, cũng phải ôn hòa bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để giải quyết sự việc. Đây là những hình ảnh đã gây ra những bức xúc nhất định trong dư luận suốt một thời gian dài bởi các vụ ẩu đả khi tham gia giao thông có dấu hiệu gia tăng. Đơn cử như vụ việc tài xế ô tô con bất ngờ xuống xe, tung cước, đạp ngã người đi xe máy trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hay trường hợp hai thanh niên đi xe mô tô trên đường Vành Đai 2 đã liên tục có hành vi đạp vào xe, đấm vào cửa kính một số xe ô tô. Nghiêm trọng hơn hết là vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 3 vừa qua. Một người đã tử vong chỉ vì va chạm giao thông do đối tượng đã dùng vũ khí nóng để xử lý vụ việc. Mặc dù đã có những bản án răn đe dành cho các trường hợp vi phạm, thế nhưng trên thực tế còn không ít người muốn thể hiện cái tôi, vẫn hành xử bạo lực khi xảy ra va chạm giao thông, xô xát, hành hung người khác. Những vụ việc hành xử không có văn hóa đó đã ảnh hưởng tới an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh việc mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải xây dựng văn hóa giao thông, chủ động nhường nhịn, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp với nhau. Nếu không may xảy ra va chạm giao thông, thì việc xử lý nghiêm các hành vi côn đồ, hung hãn trong va chạm giao thông là điều rất cần thiết để răn đe và giáo dục. Trong bối cảnh giao thông tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh luôn đông đúc, dễ đẩy con người ta đến chỗ nóng mặt nên phải hết sức tỉnh táo, kiềm chế để rút lui trước, tránh những xô xát hành hung có thể xảy ra. Ngoài xử lý hình sự, có lẽ cần phải hình phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe dài hạn, thậm chí là vĩnh viễn đối với những người có hành vi côn đồ bạo lực khi tham gia giao thông. Thói côn đồ trong văn hóa ứng xử tham gia giao thông là điều có thể thay đổi được
nếu như mỗi cá nhân đều có ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật. Mỗi gia đình cũng đề cao việc nêu gương từ bố mẹ, người lớn trong chấp hành các quy tắc giao thông. Không phóng nhanh vượt ẩu cũng là góp phần hạn chế va chạm giao thông. Hành vi gây gổ, ngổ ngáo khi xảy ra va chạm giao thông không chỉ làm mất an ninh trật tự mà còn làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến nhiều người khác. Vậy quý vị có suy nghĩ gì về nội dung này? Hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình Công an Nhân dân.